Với nhiều trò vui như đấu vật trong bùn, ném bùn, trượt bùn, mọi người đều cảm thấy hào hứng và nhẹ nhõm khi có thể tạm thời xua đi cái nóng lên đến 30 độ C của mùa hè khi đắp mình trong lớp vỏ bọc nâu xám của bùn. Bùn tại thành phố Boryang được chứng nhận rất giàu khoáng chất, có ích cho da và sức khỏe con người nên còn được dùng để làm mỹ phẩm. Tôi có hẹn với bạn ở đây. Thời tiết dạo này rất nóng, nhưng khi ở trong bể bùn, tôi thấy thật mát mẻ. Tôi nghe nói rằng bùn cũng rất tốt cho da, nên việc đắp bùn ở đây cũng là liệu pháp chăm sóc da. Chính quyền thành phố Boryang khẳng định bùn có một quyền năng đặc biệt trong việc tái tạo da và thậm chí xoa dịu tâm hồn. Bùn chứa nhiều thành tố tốt cho da, nhất là trong việc dưỡng ẩm. Mọi người đều mong muốn được đến lễ hội này. Ra đời năm 1998, lễ hội này ban đầu được tổ chức nhằm quảng bá lợi ích và công dụng của bùn để tiếp thị mỹ phẩm. Tuy nhiên, theo thời gian, nó đã trở thành một hoạt động cộng đồng thú vị. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 7 tới.